tiểu thuyết Gái Điếm, tác giả Nguyễn Văn Học. Tập 3, chương 3. Cuộc đời chật quá. Mẹ chắc đã đọc thư buồn lắm, nhưng con gái đã đi xa rồi. Tôi cảm giác nỗi sụt sùi ở xóm quê nghèo tuổi hờn đó. Lo mẹ không biết làm sao để chống đỡ những ánh mắt đã từ lâu cự tuyệt sự hiện diện của mẹ trong giáo dân. Mẹ chẳng đến nhà thờ mà ngồi nhà đọc kinh, lần hạt, nguyện cầu. Dù ngoại ô, thành phố, nơi người ta vẫn xây cất nhiều chỗ để những đứa con gái như tôi có chốn làm. Nhiều đoạn đường, con gái hở hang đứng dậy như bướm. Gặp rất nhiều bạn, mỗi đứa một hoàn cảnh. Lâm vào con đường này, đứa dễ, đứa khó. Chỉ mềm lòng, hàm hố một chút là vấp ngã. Hạnh quê ở VP, nó nói, con gái làng nó đi làm nghề này cả. Làm kiếm tiền về xây nhà, nghe chua xót. Tao không tin là có chuyện đó thật, Hạnh trề môi. Thời nào rồi mà mày còn có tư tưởng đó, không tin mày theo tao về mà xem. Tuy không truy cứu nó nói đúng hay sai, nhưng một lần hai đứa đã rủ nhau về và để chứng kiến những chuyện khó tin. Đó là sự thật, một sự thật phũ phàng, nhức tấy, tận đáy sâu, tâm hồn trong trẻo. Tất cả vì chữ tiền. Một chữ thôi mà bao con người cày cục cả đời để kiếm nó, tiến tới gần nó, tìm mọi cách dơ nó vào túi mình, càng nhiều càng tốt. Những đứa con gái mang đời ra bán, bố mẹ ở nhà chờ con mang tiền về, đắp điếm cho cuộc sống. Một cuộc trốn chạy khỏi cái nghèo và nỗi vất vả phải trả bằng trinh tiết, cộng thêm nỗi tủi cực suốt đời. Số phận của Hạnh chẳng kém tôi phần đau đớn. Trên người có đầy vết thương do bàn tay bạo hành của chồng. Những vết thương chồng lên những vết thương. Có đợt Hạnh kể, nhiều lúc vết thương kéo dãy toàn cơ thể, nó không dám thay quần áo nhiều, vì sợi dãy đó bám vào áo, bóc ra thành tảng. Đêm đêm, hai đứa thường ngồi tâm sự với nhau đến khuya, khi không có khách. Nó có một đứa con gái, mẹ làm điếm nuôi con. Mẹ thấy kinh tởm không Di? Không. Tôi lắc đầu. Hoàn cảnh mà, chúng mình bị đẩy đi. Kinh tởm là những người không công nhận sự vất vả của chúng mình, là những kẻ đã quên mất mình kinh tởm. Chúng tôi động viên nhau. Không ai thông cảm thì tự thương mình. Hạnh vì hoàn cảnh mà phải kiếm tiền nuôi con, không còn cách nào khác. Lắm lúc lòng rười rượi nghĩ về ngày mai. Chúng tôi có ngày mai hay những ngày mai của chúng tôi phụ thuộc vào những gã đàn ông ham của lạ. Bế tắc trước một con đường tăm tối chưa lối thoát, hai đứa khóc rồi lại cười như con điên. Nhờ bọn đàn ông đó chúng mình không sợ chết đói. Đúng. Kẻ gọi là chồng đã làm đời tao ra nông nỗi này. Giọng Hạnh ngàn ngạn. Còn lũ đàn ông ham hố, tạo cơ hội cho tao kiếm tiền mỗi ngày. Quái quăm quá Di ơi. Biết thế, không bao giờ lấy chồng. Nó còn cho tiền, sướng hơn nhỉ. Tôi nói thêm. Chúng mình không lo chết đói. Có đàn ông ham chơi thì không chết đói. Tao nghĩ kỹ rồi. Đến nước này thì cứ tiến lên. Chỗ nào có tiền thì xông vào. Phải mà, đàn ông đến đây không bao giờ hết. Em làm nghề này từ bao giờ? Từ khi chưa biết mặc quần lót. Xạo quá, nhưng mà anh lại thích kiểu đùa của em đúng là hóm hỉnh. Em rất yêu đời. Ai chả yêu đời. Tôi chung mũi. Ngay cả khi em là con điếm, anh có công nhận em có quyền yêu đời không? Vị khách cười hình hệt, nhưng anh ta đã thắp cho tôi một ngọn nến, dù bé nhỏ để tự tin phần nào. Chúng tôi ân ái trong nhiều giờ. Anh nói vui sướng, lâu lắm mới tìm được người như em. Câu nói ấy đủ để tôi lâng lâng biết bao. Một thứ đồ bị cất giấu trong hầm mộ, giờ được lôi lên,
lau đi lớp bụi bọc quanh, phải không đời? Và tôi cười. Lát sau khóc. Tôi vẫn nghĩ nước mắt chỉ dành cho nỗi buồn, nhưng không, khi vui cũng có nước mắt. Hôm nay tôi sao thế này? Hay đã tìm được hy vọng vào một người khách chơi qua đường? Đêm ấy, tôi ngủ trong nỗi xốn xang. Cả niềm hy vọng cũng thức cùng mấy ngày sau đấy. Nhưng nó bị tắt ngấm khi gặp một người khách khác. Một bóng đen đối lập lù lù tiến vào căn phòng, đổ gục lên người tôi và sau đó phong tỏa tâm lý tôi bằng những lời đay nghiến thô bỉ. Hãy chiều chuộng anh có tiền, em làm tình với anh giá 1 triệu. Tôi làm, nhưng hắn đã đòi hỏi vô lối với những kiểu không sao chấp nhận được, tôi bỏ giữa chừng. Về 1 triệu hả cô em? Em chỉ làm được đến thế thôi, anh đòi hỏi quá, em không làm được. Vậy thì thôi. Anh hãy trả em 1 nửa. Cũng như hợp đồng kinh tế thôi, bỏ giữa chừng thì bị phạt, không trả tiền. Em không biết, anh đã hứa rồi, dù sao em cũng đã mất công, anh cho em xin 1 nửa. Tôi xuống giọng, ánh mắt ngọt ngào, nụ cười dịu dàng, nhưng không ăn thua gì cả. Hắn tỏ ra khó chịu và nhất quyết không chịu bỏ tiền ra. Không nói nhiều, em đi ra ngoài. Anh đừng định ăn quỵt. 1 triệu trợn mắt. Này, mày chỉ là con điếm thôi nha. Tao không trả mày cũng chẳng làm gì được. Đã làm điếm thì kiểu gì cũng phải làm. Không làm đừng nói chuyện tiền. Tao đi khắp nơi chưa bao giờ bị mất hứng như thế này. Im đi. Tao làm điếm đấy. Nhưng điếm cũng có lòng tự trọng. Điếm cũng là người chứ không phải cỏ rác. Tôi nảy đơm đớm. Sự xúc phạm đã khiến lòng tôi rung lên. Chưa bao giờ tôi dám to tiếng với khách. Nhưng cái ngưỡng chịu đựng đến thế thôi. Tôi nói cho hả giận. Rồi bỏ hắn nằm trơ tráo trên giường. Biết rằng sẽ lại bị mắng. Sự nhục nhã đã làm tôi bừng tỉnh trong ngần ấy thời gian mê man tiếp khách. Tôi nhận ra mình đang làm những gì. Dũng bụng mình lội vào đã lún quá sâu. Bước qua nó lại là dũng khác. Cuối trời chên chết một mảnh trăng, lào thào gió thở và nhói nhói trong tim đưa con gái tơi tả sau nhiều cuộc chơi. Tôi đi rong đường và ngấu nghiến cảm giác trong trên. Nhìn những đôi yêu nhau, tự dưng mơ một cuộc tình dài, một niềm hạnh phúc với người yêu dấu. Tôi đã bao nhiêu tuổi và hạnh phúc có đợi tôi. Thằng chó, ăn xong chạy làng, sao có lắm thằng muốn chơi không muốn trả tiền thế? Hạnh cào nhào mãi về chuyện một người khách không muốn trả tiền sau khi hái hoa. Nó kiệt sức, ra máu, nhưng vẫn cố tiếp khách để gửi tiền về. Con nó bệnh, xài đạn, chẳng mấy ngày không đến thăm thầy thuốc. Tôi cầm đứa nó ít tiền. Nè, mày cầm tiền tao đi, mang về đưa mẹ chữa cho con xong lại xuống. Hạnh ngăn tay tôi lại. Mày cần hơn tao mà. Nhưng lúc này, mày cần hơn tao. Cầm đi. Hạnh cầm tiền, chiều mang về quê, sớm sau đã xuống tiếp khách. Bị giải máu ra đệm, mất vệ sinh, người nằm cùng đuổi ra ngoài. Khách thắc mắc với chủ, không thanh toán phòng này. Hạnh lại phải nghe những lời khiển trách. 1 tuần sau, bao cuộc chơi khác đã xảy ra. Thân xác nó bị hạ gục nhanh chóng, nằm xuống, chẳng khác nào một đống giả rách. Đi viện, bác sĩ nói nó bị nhiễm trùng phải chữa trị mất nhiều tiền. Sốt cao, người co giật đến thảm hại. Máu và nước ứa ra từ cái lỗ nhăn nhúm đã quá rỗng rỡn, không còn khả năng níu giữ. Tôi ở lại chăm sóc nó được 2 ngày rồi trở lại làm. 1 tuần, không thấy Hạnh đỡ, tôi lại vào viện thăm. Nó vẫn nằm bất động, nhỏ bé, yếu ớt. Tôi nghĩ đến kẻ được gọi là chồng nó. Lúc này, hắn ở đâu? Là một con điếm, khổ quá. Không dám cầu cạnh gì bác sĩ. Người ta hỏi chồng ta đâu, ta không nói được gì. Không có người nhà. Ta biết những người ở đây họ đoán được ta là ai. Có lẽ, tao chết mất. Đôi mắt đen, to, trũng xuống, u buồn.
Mày đừng nghĩ dại, còn con, phải cố sống mà nuôi nó thành người. Nếu không có nó, tao chết lâu rồi. Hãy tìm thấy tôi trên đường, sự hiện diện này như một cơn gió. Những tưởng anh sẽ không tìm thấy vì tôi cố tình trốn, nhưng cái duyên đã dẫn dắt. Lúc này, giọng anh vẫn mát như gió nhiều hơi nước. Em chẳng chịu liên lạc với anh tìm em mãi, cuộc sống của em thế nào? Dường như giọng tôi không thể tử tế hơn, vẫn phũ phàng như cuộc chạy trốn. Vẫn thế thôi, ngày càng đắp nhiều bùn đất lên mình. Tôi là đứa con gái đầy khiếm khuyết và đang cay đắng sống, không bao giờ nghĩ mình sẽ cướp anh từ người vợ tất tưởi quanh năm ấy và những đứa con cần có một người cha chân chính làm chỗ dựa. Tôi không thể như một người đàn bà nào đó đã cướp cha tôi từ tay mẹ. Để tôi sống thế này. Chắc chắn các con anh cũng căm thù người đàn bà nào cướp cha chúng khỏi tay mẹ chúng, khỏi cuộc đời và những tâm hồn bé nhỏ ấy, giống như tôi từng căm thù. Anh theo tôi về nhà nghỉ, nằm vật trên giường đợi chờ một điều gì đó. Có thể là những cái vuốt da hay vài ba câu nói thổ lộ sự siêu lòng. Anh cần nhiều thứ nữa. Lòng tôi đã tan nát rồi, chấp giá lại thì cũng chẳng khô lành vết thương. Sự dơ giấy cũng chẳng bao giờ gột rửa được. Tôi chẳng bao giờ quên được mình là một con đĩ. Vậy thì làm sao mơ ước được một tình yêu nơi anh? Em ghét anh thế sao? Gì? Anh đã tìm được một công việc cho em rồi. Ngày hôm nay anh sẽ đưa em đi làm. Không, em không đi đâu hết. Em chỉ tiếp anh được thế thôi. Anh về đi. Vài phút đồng hồ trôi đi trong im lặng. Nụ cười của Hải nhếch lên, mỏi nhừ. Anh hâm nóng câu chuyện bằng một lời nói đùa và chìa ra chiếc dây vàng. Anh vừa mua đấy, em có thích không? Nó không phải là của em. Từ bây giờ, nó thuộc về em. Anh tặng em. Tôi đẩy tay anh ra. Cùng lúc ấy, hình ảnh những đứa con anh nheo nhóc lê lết trên sàn đất. Chợt rùng mình. Anh cầm về đi, hãy tha cho em. Tôi mở cửa, ào ra. Không thể cố gắng yêu, cố gắng gần gũi anh trong lúc này. Cầu mong cho anh nghĩ đến gia đình, và nếu như cha tôi có một chút nghĩ cho gia đình. Tôi đứng dưới gầm cầu, ngửa mặt nhìn trời. Đêm nhòe nhoẹt ánh đèn, thấp thoáng bóng hình của những cô gái ăn sương. Trời thì cao, đất thì dày, mà không tìm được hạnh phúc của mình, những đứa con gái cùng thân phận có khác chi? Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Mùa đang dồn những cơn lạnh trườn về thành phố. Máu cùng nước trong người tôi ọc ra, bụng đau thắt. Đang có nguy cơ mắc lại căn bệnh của Hạnh. Mấy ngày nay tôi không muốn đụng nước. Thân người lên men cùng những ngày tháng đã khăm khẩm. Người bạn thân nhất của tôi đã chết rồi. Bệnh tật đã mang Hạnh đi. Bớt đau đớn, nhưng lại là sự bất hạnh với đứa con và người mẹ già. Những người mẹ giàu nước mắt. Nhiều ngày nằm viện, thuốc thang và những mũi tiêm cắm vào người hơn một tháng trời, khiến nó chỉ còn da bọc xương, thương vô cùng. Không có tiền, mỗi đứa chúng tôi bảo nhau gom góp. Trong nhà má mì này có tới gần 30 đứa, chúng thiệt tình giúp, vậy mà không cứu được Hạnh. Tôi trở về nhà chứa, trong đau đớn vô bờ. Muốn về với mẹ, nhưng toàn thân rệu rã, chân rạc rài bước run. Làm sao về? Má mì ở đây tốt bụng hơn, bảo tôi nghỉ ngơi, chữa trị thuốc thang cho khỏi, rồi làm tiếp. Tôi căm thù những gã đàn ông ham hố, dù là tôi đang sống bằng tiền của họ. Vì thói đó mà tôi mất cha, mẹ mất chồng. Dù sao, đó cũng là một bất hạnh không thể nào bù đắp. Cho nên, còn ủ bệnh, tôi vẫn tiếp khách. Tôi muốn những kẻ đó phải nếm mùi máu me mà phần lớn do họ gây ra. Phải nhìn thấy sự ghê tởm nhục nhã mà đứa con gái như tôi đang gánh chịu. Trong bữa ăn, tôi dìm ngập miếng thịt luộc và bát nước chấm, rồi vớt lên,
thận trọng như vớt định mệnh của đời mình. Mấy đứa con gái tổng kết xem mình đã tiếp đến bao nhiêu gã đàn ông. Một đứa nói, 2000. Mỗi ngày tiếp đến gần 10 cơ mà, ngày nào cũng thế. Đứa khác lại nói, chừng 1000 thôi, mới từ quê ra. Còn con An không thể nào nhớ nổi đã bao nhiêu gã đàn ông leo lên bụng nó rồi. Gái điếm còn có ngày ngồi kể lại những chiến công, rồi cười, rồi thở dài, biết bao giờ đủ tiền dự định mà về. Biết bao giờ kết thúc cái nghề bán trôn nuôi miệng. Cảnh buồn bã chờ khách này không hiếm ở bất cứ ổ chứa nào, và chỉ cần một tiếng có khách là tất cả được dựng dậy ngay tức khắc, không cần nói thêm. Vì ai cũng mong mình đừng bị ế, móc mép cả ngày, đánh phấn nằm đợi rạc rài, mà hết ngày phải đưa tay mài kỹ, rửa đi. Còn những chuyện chí chóe, cãi cọ nhau, hằng học, bôi xấu thì diễn ra thường xuyên, thậm chí còn cho nhau ăn đủ thứ phụ tùng. Tôi đứng dậy, bỏ ra ngoài thì bảo kê gọi tên. Sửa soạn qua khuýt, tôi được điều vào phòng. Một người đàn ông cởi trần đã nằm sẵn, tóc hoa tiêu. Khẽ khép cửa, tôi tiến lại gần. Người đàn ông nhìn tôi. Trời ơi! Trời ơi! Tim tôi nứt toát và chết điếng người. Chai bia trên tay tôi rơi xuống vỡ tan, sủi bọt, mặt tối sầm. Đầu óc quay cuồng, tôi quay đi, mở cánh cửa và giục chạy ra ngoài. Người đàn ông có lẽ đã nhận ra. Tôi lao ra đường, chạy như con điên, rồi chẳng hiểu sao tôi lao xuống gầm cầu. Dòng sông mùa cạn trơ cát, tôi bưng mặt khóc, ngửa mặt nhìn trời, gọi mẹ. Người đàn ông vừa gặp là cha tôi. Mẹ sẽ ra sao khi biết tin này? Còn muốn tôi tha thứ cho kẻ phụ tình nữa không? Trời xì xầm dự báo một cơn mưa, đổ gục xuống, vùi đầu vào cát, vùi đầu vào nỗi đau tan nát lòng. Và cơn mưa nuốt chửng lấy tôi. Trở về, gặp những lọn khói leo lét trên ngọn tre, không gian ủ rũ một màu xanh nhạt nhẽo. Gió cổng nước từ sông trường lên lành lạnh, tôi cảm nhận được chuyện gì chẳng lành đang diễn ra, rờn rợn sao gáy. Mẹ! Mẹ! Tôi chạy dù qua đường đê, chập những bàn chân quá nhỏ, tưởng không còn có thể đỡ nổi thân thể nặng trĩu nỗi sợ. Quả nhiên, mẹ đang lâm bệnh nặng, vừa thấy con gái. Mắt mẹ đã thao thao, dích cổ tôi xuống mà nức nở. Má tôi và cả tai, tóc đều thấm nước mắt. Tôi phục mẹ mình. Bao nhiêu đau khổ đi qua mà mẹ vẫn còn nước mắt. Chấp vá lại những lời mẹ kể, tôi hình dung ra một diễn cảnh đau lòng bày ra trước mắt. Sự khinh miệt đã triệt để xâm hại cuộc sống của mẹ. Mẹ ốm kiệt sức, dường như không thể đi lại. Không ai bán thuốc cho mẹ nữa. Mẹ mua hàng ngoài cái chợ ngã tư, không ai bán. Mấy cửa hàng cóc cũng không. Dường như họ đã biết chuyện của tôi. Bấy lâu, con gái trong làng này cứ ra khỏi lũy tre làng, lên phố trở về, ăn mặc hơi bóng bẩy một chút là bị hứng những lời xì xào, chê bai, sỉ giả. Tôi càng hiểu vì sao gia đình mình càng bị khinh miệt. Bà tôi thường ra thị xã lấy thuốc. Vì tôi đi lấy chồng xa, giờ cũng làm lụng ở một nơi nào đó. Còn mẹ tôi, vì cưu mang một kẻ nợ nần ăn mày từ nơi khác đến. Đám cưới ấy đã nhận được rất nhiều dè biểu. Vậy mà mẹ ơi, sao mãi bám lấy cái mảnh đất tối tăm này? Tôi thốt lên đắng đót. Mẹ chùng mắt xuống, rưng rưng. Bà ngoại đã mua cơ ngơi này bằng bàn tay của mình. Đêm, mẹ lên cơn sốt cao. Tôi chạy đến cầu cứu bác sĩ trạm trưởng trạm xá. Ông ta hé hé cánh cửa và đóng sập khi tôi còn chưa nói dứt câu. Về nhà trong não ruột, mẹ nói không cần thuốc nữa, chỉ cần tôi. Tao bảo mày rồi mà, đừng đi nữa, mẹ cần mày ở bên.
Con xin lỗi mẹ, giờ con sẽ ở nhà chăm sóc mẹ, không đi đâu nữa. Để con cõng mẹ lên đó, mẹ phải chữa bệnh, phải chữa, mẹ ơi. Tôi gian dĩ để được cõng mẹ trên lưng, để kéo dài tình thương mẹ dành cho con gái, để tôi còn tựa nương, để tôi còn báo đáp nghĩa ân người. Đoạn đường dài 2 cây số, tôi gần như không còn đứng nổi khi đến nhà bác sĩ già, chỗ bà tôi quen biết trước kia. Mẹ người nhỏ thó, dài chục cân, nhưng đoạn đường dài ấy tôi phải nghĩ nhiều lần. Mẹ cứ thều thào: mang tao đi làm gì, mệt ra, ở nhà có hơn không? Ông bác sĩ nói: bệnh mẹ cháu nặng, sao không đưa lên viện trên? Thôi được rồi, ông sẽ tiêm và đưa thuốc, đưa mẹ về. Ngày mai, nếu không thuyên giảm, nhất thiết phải đưa lên viện trên nha. Mai ông sẽ xuống dưới đó xem cho. Giữa đường về, hai mẹ con gặp mưa, nước mưa trút xuống, lạnh và trĩu nặng. Mẹ tôi run bần bật. Tôi loạng choạng trong đêm, cố giữ để mẹ đừng rơi khỏi lưng, mím môi, cố sức. Mong trời đừng cản lối hai mẹ con. Vẫn phải nghĩ lấy sức, và khi lê được mấy bước, thì tôi đổ gục. Mẹ ho khù khụ. Xốc mẹ lên lưng, lê từng bước, từng bước. Tôi tự bảo mình đừng chùng bước, đừng nản lòng, cứ đi, cứ bước. Mẹ yên tâm, con sẽ thắng cơn mưa này. Mưa ơi, đừng rơi nữa. Đường ơi, đừng dài nữa. Và chân ơi, đừng mềm nhũn ra nữa, cứng rắn lên. Người mỗi lúc một nặng và lạnh, toàn thân tôi lập cập run, và lúc này không còn nghĩ được gì khác là phải đưa mẹ về. Sự sống chết của mẹ quan trọng với cả đời tôi. Tôi quên lạnh buốt, quên nỗi bãi hoại. Cố lên, chân ơi, lưng ơi. Và ông trời cho về đích. Đến nhà, tôi không còn chút sức lực nào, nằm thoai thóp chừng nửa tiếng đồng hồ ở cửa. Mẹ cũng nằm đó, không nhúc nhích. Tôi chợt choàng dậy, lại cố lê vào lấy quần áo thay cho mẹ bớt lạnh. Lo xong cho mẹ, sờ lên mình, tôi cũng nổi cơn sốt cao. Sáng sau, tôi cố bón cho mẹ bát cháo. Cả đêm qua, cố gắng lắm mẹ chưa ăn được mấy thìa. Mừng vì mẹ ăn được một bát, mẹ nói hoạt hơn. Có ai ngờ. Đó lại là giây phút cuối dẫn đến cơn hấp hối. Để rồi, không bao giờ được nghe tiếng mẹ nữa. Mẹ phát ho, sặc sụa nhắm mắt mũi. Bát cháo và mấy thìa nước hoa quả trong bụng giờ phun ra. Tưởng cả tấm phổi già nuôi kia cũng bong theo. Mẹ hơn 40, song chả khác gì bà già 70. Mắt mẹ tái dần, tay vẫn đặt lên tóc con, thều thào. Con về sống bình dạ. Tha cho bố. Tay mẹ lỏng dần rồi từ từ rễ xuống, không cảm giác, bất động. Tôi gào lên, bỗng họng, gọi làm sao được người mà quả tim đã im thinh thích. Giây phút này, mẹ ơi, buồn gì hơn. Mẹ nằm như khúc gỗ, không bao giờ dậy nữa. Mãi mãi, con phải làm gì đây? Sống thế nào đây? Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ. Con gọi mẹ 100 lần, 1000 lần. Mẹ có nghe thấy không? Mẹ có nghe thấy không? Mẹ có biết con đang kêu gào, khốn khổ không? Mẹ ơi! Mẹ chết.
thì trong lòng đầy thương tích. Đâm mà chỉ một rúm mấy người bà con xa lơ xa lắc, họ làm cho qua chuyện. Rất nhiều những cơn mưa đã tao tác rơi trong thời gian đó. Cả thân hình tôi ngấm nước mưa, trong một thời gian ngắn mà phải chứng kiến hai cái chết tơi bời, đớn đau. Bóng người liêu xiêu đưa quan tài về thánh địa, lấp đất qua quýt rồi bỏ đó. Có lúc tôi ngất liệm, không biết gì, lúc tỉnh dậy, một người tỏ vẻ thương tâm. Hãy bình tĩnh mà lo hương khói cho mẹ mày. Buồn như thế đó, tôi giờ không còn chốn nào nương nhờ. Sẽ lại giật dưỡng trong nghiệt ngã, tự dưng muốn chết, để lúc này tôi còn biết người vừa chết là ai. Chương 4. Người quan tâm nhất đến tôi lúc này lại là anh em nhà cụi. Họ tên thật là Tuất và Khai, con ông Như, bà Hợi. Không hiểu gì sao ông Như được người làng gọi là ông cụi. Ông không bao giờ buồn, cứ cười nhăn nhở khi người ta gọi ông như vậy. Nói người ta quý, người ta mới gọi thế, ông cụi thấy tự hào. Các con ông sinh ra ai cũng được gọi là cụi, cụi anh, cụi em. Hai anh em sinh đôi, vốn hơi hầm hấp, thiểu năng trí tuệ. Ông cụi hiền lành tốt với mọi người, hai vợ chồng không có khiếm khuyết, thế mà đẻ ra hai đứa con khiếm khuyết. Họ buồn lắm. Ngày bé, dù có gặp nhau trên đường, ngoài đồng, cũng không bao giờ cụi anh và cụi em bắt chuyện với tôi. Họ cũng nhập vào những đứa trẻ xa lánh tôi. Tôi nhớ rõ là trong đám ma có hai người bọn họ, nhiều tuổi hơn tôi một chút. Hôm đó, tôi chích cái khăn vuông lên đầu đi chợ để người ta không nhận ra để mua hàng. Khi về, cụi anh đã nhận ra tôi. Này, Di, Di ơi Di, đừng tưởng trùm thế thì tôi không nhận ra nha. Tôi không nói gì, lặng lặng đi. Cụi anh cũng đi theo về nhà. Tôi bước vào nhà, còn cụi anh đứng trân trân dưới sân. Sợ một sự rắp tâm có thể mang đến, tôi đuổi về. Cụi anh gãi tay. Tôi không làm gì Di đâu, chỉ thương Di có một mình. Tôi hơi bẻ bàn với lời nói đó, nhưng sự căm ghét của người làng đã ghim chặt trong lòng, lúc này lại tứa ra như máu rỉ. Không cần ai thương hại, anh về đi. Cụi anh không nhúc nhích, miệng như phụng phịu đòi ở lại. Tôi sẽ không làm hại em đâu. Anh cũng như những người làng thôi, chỉ gây cho tôi tai họa, đi đi. Hãy đi đi. Cụi anh thật thà đến mức không thể tưởng. Là cha mẹ bắt anh em tôi không được chơi với Di, chứ chúng tôi thích chơi với Di lắm. Câu nói nghe ngồ ngộ, tự dưng thấy cụi anh gần gũi, lòng tôi xốn xang. Để cảm ơn cho lời mời của tôi là anh được phép vào nhà. Cụi anh đã nói một chuyện mà tôi không biết. Di có biết ở nhà ai đã trêu ghẹo mẹ Di không? Lão ta ác lắm, mẹ Di đã ốm yếu rồi còn không tha, làm mẹ Di phải khóc. Tôi tức thay, thế nhưng nhiều người nghe lời lão. Tôi trợn tròn mắt. Gã trưởng thôn làng đạo này, đúng không? Đúng rồi, lão ta đáng chết. Cụi kể về những gì gã trưởng thôn đã làm để tìm cách gạt bỏ mẹ ra khỏi cái cộng đồng này như thế nào. Và sau đó gieo vào đầu mẹ sự ghê tởm, những lời đe nẹt để mẹ xỉu dần, teo tóp và sống trong vật giả. Tôi cắn môi đến bật máu, người dâng lên niềm uất hận vô bờ. Tôi tự nhủ phải trả thù, nếu không trả thù cho mẹ, tôi không làm người. Trước đây, hắn cưỡng hiếp tôi, nay lại làm cho mẹ tôi nhanh chết, uất hận tăng dần lên nhiều lần. Nhà tôi cách nhà cụi bằng 15 phút đi bộ của chú Trâu mắng đẻ. Cụi hay trêu tôi, đưa lời giận dở nhưng rất khờ. Có lúc nghe khó chịu, về nhà nghĩ lại, thấy cụi anh cũng hài hước, ngộ nghĩnh. Một hôm, hai anh em cụi cũng đến nhà tôi. Như một cơn gió giật, giọng ngọt. Di có nhà không? Bọn tôi đến chơi này. Tôi ngồi ngấu nghiến thời gian ngoài giường, thản thốt đứng dậy. Hai anh em không sợ người làng chơi cười gì đến nhà em à? Sợ gì?
Mẹ Di chết rồi, Di cũng đáng được chơi cùng đấy chứ. Cụi em hùa vào. Đúng rồi, tại sao lại không được chơi với Di? Từ nay anh em tôi sẽ chơi với Di, ai bắt nạt Di là không xong đâu. Cụi anh khen tôi xinh. Lúc này cụi em như biết ý, ra ngồi chỗ khác cho cụi anh nói chuyện. Sao xinh thế mà không lấy chồng? Chắc kén quá. Thì anh cũng đã lấy vợ đâu, như vậy có phải quá kén không? Cụi anh lắc đầu. Không, tại tôi bị người ta chê ngốc, không có ai yêu tôi già rồi. Định nói làng này vẫn còn khối người như chị Săn, chị Sái, cụi anh có thể lấy làm vợ. Nhưng sợ cụi anh buồn, có khi nổi khùng cho tôi phát đá, toài mạng. Thôi. Chị Sái và chị Săn là hai cô con gái ông Sai. Săn là chị, Sái là em. Chị Săn quá khiêm tốn về nhan sắc, bù lại ông trời cho cái tài thơ thùa. Như ông bà trong làng bảo con lấy cái Săn làm vợ, chàng trai nào cũng dãy nảy. Ôi trời, bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, chả thèm. Người ta dí Săn như thị nở thời hiện đại. Còn chị Sái mới đúng là người đặc biệt, hay quên, lả lơi, ăn nói lại bổ bả, bả đầu là nhổ nước bọt, chẳng ý tứ rườm rà. Được cái, nước da trắng, dáng người cân đối. Hai chị em mà đổi một phần cho nhau, người là tiên, còn người kia... Cụi anh cười hành hệt khi thấy cụi em bỏ ra ngồi một mình. Chuyện lâu quá, cụi anh quên mất việc lấy dông lợn. Mặt trời đã kề mặt mình sau lũy tre xa. Cụi em giục cụi anh. Cụi anh cuống cuồng lao về phía bờ sông, nói với lại một câu. Thôi gặp nhau nha. Tôi nhìn cụi em. Cụi em nhìn tôi, sờ sững. Chuyện trả thù gã trưởng thôn tôi âm thầm giấu, sẽ là một mình không cho anh em nhà cụi biết, dù họ bảo cần gì cứ nói. Tôi ghi nhận sự chân thành ấy, nhưng họ không đủ thông minh để làm chuyện này. Đấy là tôi nghĩ. Gã trưởng thôn và tôi, thỉnh thoảng da mặt nhau ngoài đường, bao giờ gã cũng chặn tôi lại, cười nhạt, dâm đảng nhìn xoáy vào tôi. Chỉ còn cách tránh xa khi nhìn thấy bóng dáng gã. Tôi tìm đến nhà chánh trương để bày tỏ việc này, nhưng ông ta từ chối. Gặp được không phải đơn giản. Duy có một lần bắt gặp ông ta ở nhà thờ, hỏi vì sao gã trưởng thôn xấu xa ấy lại không bị mất chức. Ông ta bảo tôi đi mà hỏi trời, mà biết trời ở đâu? Tôi mò lên tận xã. Chủ tịch nói ông ta có năng lực. Hỏi năng lực gì? Trưởng thôn đó có năng lực gì? Ông chủ tịch cười hình hệt, hai cổ áo xòe ra rung rinh. Năng lực à, ông ấy lãnh đạo tốt chứ sao, tòm tem cũng giỏi nữa. Sau tiếng cười đó, con mắt chủ tịch dán lên ngực tôi, nhếch mép. Mà em kể tội ông ta làm gì? Ông ta là người không đàng hoàng, em muốn kiện. Ông ta không đàng hoàng với em à, biết ngay, nhưng tất cả đều ủng hộ ông ta. Không ai kiện được ông ta, trừ khi... Bỏ lửng câu đó, ông ta đứng dậy, đi qua và đưa tay đặt lên vai tôi. Tất nhiên là nó không chịu dừng lại ở đấy. Tôi đứng lên. Trừ khi em chiều anh. Cái mặt nạ xấu xa đã lột ra rồi. Họ như nhau cả. Đàn ông đều như nhau cả. Luôn thèm khát dục tình. Cái sự kìm nén dục tình chỉ vì lý do làm người mà thôi. Còn nó... luôn quậy phá, bùng phát, nổ tung. Nếu không làm người, thì đi đâu cũng chỉ thấy dục tình. Mà cái sự xa lánh bởi lý do những gã cầm đầu không được thỏa mãn. Người tôi rời rã, nhưng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Coi như lần này lên đây là một cuộc mua bán. Khi xung quanh không còn bóng người, thì cuộc mua bán có thể xảy ra. Tôi nói rõ điều kiện, gã gật đầu lia lịa. Lúc tôi về, gã nói nhỏ. Nhớ nha, tối anh đến, thơm tho vào. Tôi đã khờ khạo tin chủ tịch xã sẽ giúp mình, nên đem thân vào cuộc mua bán có mặt cả. 3-4 đêm liền, chủ tịch đến nhà tôi, đo mình trên cái thân thể nhầu nhĩ này. Khi tôi nhắc đến việc giải quyết đơn kiện thì chua xót thay. Chủ tịch vũ bỏ không thương tiếc. Không kiện được đâu em. Anh nói là làm được, em chiều anh, vậy mà... Này! Tưởng thân thể cô thế nào chứ? Chẳng hơn con mẹ xề nhà tôi là mấy. Thôi, về đi. Tôi thét lên trước mặt gã, để rồi
tuyệt vọng giãy giụa trong tay hai tên bảo vệ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 3 tác phẩm Gái Điếm. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Julie vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.